ban giám đốc của đài VNA-TV chia buồn cùng với luật sư Nguyễn Quốc Lân và gia đình. Nhạc phụ của luật sư Nguyễn Quốc Lân vừa mới qua đời. Trước tin buồn này, đài VNA-TV ban giám đốc cùng toàn thể nhân viên gửi lời chia buồn tới luật sư Nguyễn Quốc Lân và tang quyến, nguyện cầu hương linh của cụ ông sớm về cõi thiên đàng. Vâng, thưa quý vị, bây giờ Peter chuẩn bị lấy cho cái breaking news. Đây là bản tin gây một sự thích thú và lạ trong ngoặc kép. Thưa bác sĩ Võ Đình Hữu, lần đầu tiên từ khi xảy ra trận chiến xâm lược của quân Nga vào đất Ukraine, lập trường của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Liên Hiệp Quốc và nhiều diễn đàn ở trên thế giới đều thấy là một là Việt Cộng đứng ở giữa bỏ phiếu trắng, hai là chống lại những cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc mà trừng phạt nước Nga. Chúng ta thấy rõ ràng rồi, trong quá khứ bác sĩ Bình Hữu và chúng tôi cũng như đài đã loan những bản tin đó, bản tin gốc từ Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi lấy bản tin gốc của Việt Nam Thông tấn xã, tức là cái bản tin chính thức của Đảng và Nhà Cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đọc nguyên văn lời tuyên bố của bà. Quý vị thấy bạn ở trên màn ảnh đó, Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam. Bà nói như sau: Việt Nam quan tâm theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình gần đây xung quanh xung đột của Nga và Ukraine. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Cái câu này nói về việc nước Nga đã bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp chủ quyền mà được quốc tế công nhận, lịch sử công nhận của Ukraine. Nga đi ăn cướp bốn vùng và sáp nhập vô Ukraine. Thì Việt Nam đã đưa ra một bản nhận định cũng như rõ ràng là đứng về phía công lý, chứ không đứng về phía chọn phe, vì đó là đàn anh đã từng giúp đỡ cho mình. Không biết bác sĩ Hữu nghĩ sao về cái câu tuyên bố của Lê Thu Hằng và việc sáp nhập bốn cái vùng lãnh thổ bất hợp pháp của nước Nga, của nước Ukraine vào nước Nga. Thưa mời bác sĩ. Vâng, thì thầy thấy là liên quan vấn đề mà Nga đã dùng cái cuộc bầu cử giả mạo để mà sáp nhập bốn cái vùng đông đó, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kharkiv. Thì cái này là cái Việt Cộng việc đã nói một cái cách rất là rõ ràng, nhưng mà dùng tế nhị, họ không chỉ trích Nga trực tiếp nhưng thường nói là tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và theo cơ bản luật pháp quốc tế đó. Thì họ một cách gián tiếp họ đã nói rõ ràng rằng là không thể sáp nhập cái vùng này một cách là phi pháp được. Thành đây lần đầu tiên mình thấy là Việt Cộng đã tỏ thái độ là đối lập trường. Hồi trước họ đã bỏ phiếu trắng ở Liên Hợp Quốc và không bao giờ dám nói là vấn đề chia về vấn đề Ukraine và Nga. Bây giờ họ đã dám nói một cách trực tiếp như vậy. Thì đây là một cái điểm mà mình thấy rằng không hiểu cái vì sao Việt Cộng thay đổi thái độ và như vậy họ gần Mỹ hơn hay sao? Có thể là vì có những cái gì áp lực của Mỹ hay sao? Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng tình hình có thể thay đổi là vì lâu lâu nay luôn luôn Việt Cộng đi theo Tàu và Nga. Mà bây giờ cái thái độ này rất rõ ràng và đã nói một cách công khai với Bộ Ngoại giao. Thì mình hy vọng rằng nó có một sự gì thay đổi trong cái đường lối ngoại giao của Việt Nam, Việt Cộng đối với cái là bên Âu Tây. Thì đây có thể là bước đầu tiên. Và nếu như vậy mình có thể thấy rằng khuynh hướng mà thân về Âu Tây và Mỹ đó sẽ tiếp tục trong những tháng sắp tới. Mời Dương Minh. Vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu đã có những cái nhận xét liên quan đến cái lập trường, và chúng ta hy vọng rằng
chúng ta chỉ dám hy vọng thôi. Hy vọng rằng đây là cái lập trường thật và có sự chọn bên của... Thay đổi của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bây giờ bản tin số 2. Kính thưa quý khán giả, Peter lấy cho bản tin số 2. Đây là bản tin được loan cách đây 2 ngày. Và cái tin này nó gây ra một sự chú ý đặc biệt là Google, là ông Trùm. Ví dụ như quý vị xài YouTube đó là cũng là ông Trùm, là Google. Mà bây giờ ông Google nó, ông đó thành ra là ông đại sư phụ. Tất cả những cái gì quý vị thắc mắc trên cuộc đời này, kể cả những chuyện ba vơ, quý vị thắc mắc họ cũng trả lời automatic bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt, bằng tiếng gì trên thế giới này. Quý vị question thì người ta answer, quý vị đặt câu hỏi thắc mắc thì lập tức có trả lời. Mà trả lời họ trả lời hay lắm, là họ lấy tài liệu đàng hoàng chứ không phải họ trả lời bá vơ. Họ lấy tài liệu nguồn gốc nó từ đâu. Ví dụ như tiếng Việt của mình đó là họ đem những cái lịch sử xa xôi. Không phải cái này Peter, không phải cái này. Cái tin số 1 á, cái tin số 1. Cái tin số 1 là cái tin mà Google bỏ cái translate ở trong nước Tàu. Thưa quý vị, Google đã đóng cửa cái bộ phận tự động trên Google Translate. Mình vô ở trong Google, mình kiếm tiếng Việt và tiếng Anh, thì mình vô cái Google Translate Vietnamese to English hay là English to Vietnamese, thì mình xài cái đó, rồi nó dịch cho mình, rồi thành văn bản luôn, khỏa đánh máy luôn. Thấy không? Mà bây giờ thì cái mức độ chính xác của nó từ 70-80, tùy theo cái nội dung, ngắn gọn thì nó làm lẹ lắm. Bây giờ tiếng Trung Hoa ra tiếng Mỹ, nó bỏ luôn, hoàn toàn bỏ luôn. Thưa quý vị, đây là chuyện mà Google rút ra gần như là toàn bộ ra khỏi nước Tàu. Không phải Google là về nhân quyền, hay là Google là phe ta hay là phe địch. Google là money, là tiền. Tại vì sao? Ở trong nước Tàu nó cũng có một cái dịch vụ dịch tiếng Tàu ra tiếng Anh ra tiếng Tàu, cạnh tranh với cái này. Mà Cộng sản đó bắt người dân, nó bắt cán bộ đảng viên của nó xài, nhưng mà với điều kiện là nó phải ngang ngửa với Google. Cái vấn đề đó là anh bắt người ta nhưng mà anh dở hơn, thì người dân người ta tự động người ta xài Google. Cái này bên Tàu nó bỏ tiền vô nó làm. Thì theo đánh giá của những nhà nghiên cứu đó, thì 1-9-1-10 với Google, cho nên người ta bỏ lần cái Google đi, Google nó mất cái số người coi. Sẵn dịp ở bên Tàu ép Google nhiều quá, tại vì Google biểu đưa cái này, đưa cái kia, Google nó tức. Nó đi, tao làm chỗ khác đi, mặc dù mày thị trường lớn, mày ép tao quá, tao đi kiếm chỗ khác. Ví dụ như qua Ấn Độ chẳng hạn, Ấn Độ thua nước Tàu chút xíu, mấy triệu người thôi, đâu có ăn nhầm gì đâu. Năm tới là năm 2023 là Ấn Độ dân nhiều hơn nước Tàu rồi, cho nên thị trường của Ấn Độ lớn hơn. Cho nên anh Google này ảnh bỏ đi. Mời bác sĩ. Vâng, thì đây là một cái thị trường rất lớn mà Google là một anh đại, cũng là một đại sư phụ luôn. Thì đây nói mà rút ra như vậy thì Google nó đúng ra rút ra là họ mất quyền lợi, nhưng thật ra không có mất lợi. Vì sao? Là lâu nay Google bị ép nhiều quá, và đảng Cộng sản đã chèn ép Trung Cộng và ép buộc người dân đi theo những cái Baidu hay là Tencent, những cái chỗ khác mà không dùng Google nhiều, vì nó không cho quyền đặt lợi cho Google. Thành cái này rút ra thì về cái tiếng trên thế giới thì đây là một cái tiếng rất mạnh, là nói là Google không làm ăn ở Cộng sản nữa. Thì cái đó là về có thể là tốt hay xấu, nhưng người ta thấy Google rút ra khỏi Trung Cộng về vấn đề Tencent, thì cái đó là một tiếng vang của trên thế giới. Thì vang tốt vang xấu mình không biết, nhưng mà đó là một cái tất cả thế giới đều biết cái này hết. Và như vậy mình thấy rằng giống như là Trung Cộng bị những công ty lớn tẩy chay, cũng như quý vị thấy những cái mặt hàng của mà Apple đó, hồi trước nó làm bên Trung Cộng nhiều, bây giờ họ chuyển qua những nước khác, và một phần đã chuyển qua Việt Nam. Vì Việt Nam rất lợi là một số công ty đã dùng Việt Nam thay vì dùng ở Trung Cộng. Nếu như vậy thì Trung Cộng càng ngày càng bị isolation, thì cái đó là điều mình muốn. Mình không muốn thằng Trung Cộng mạnh. Thì đây các công ty lớn của Mỹ mà từ từ rút ra khỏi Tàu là mình thấy rất là tốt. Và như vậy khi mà rút ra khỏi Tàu càng nhiều thì chính phủ Mỹ
không có thể làm áp lực với tàu một cách dễ dàng. Hồi xưa họ không dám áp lực là vì khi làm áp lực thì mấy công ty Mỹ lobby nói ô đừng làm vậy, đừng làm vậy, tôi mất quyền lợi. Nhưng bây giờ nếu mà Mỹ rút ra, công ty lớn rút từ từ, Mỹ có thể làm những chế tài, tariff tắt vân vân mà không sợ bị những lobby của những công ty của Mỹ. Mà như mẹ. Vâng, thưa cảm ơn bác sĩ. Bây giờ cái tin mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay là OPEC cắt giảm lượng dầu cho nên giá xăng bữa nay trên 7 đồng rồi. Đó là tin thứ nhất. Wow. Đó là quà tặng mới nhất cho Tổng thống Joe Biden và chính quyền của Tòa Bạch Ốc. Cái tin thứ nhì, bữa nay đó không ai để ý là Tòa Phúc Thẩm đã phán quyết một cái bản án mà vô cùng có lợi cho ông Trump. Hồi ông Trump thì ông muốn bỏ cái DACA, tức là cái thế hệ dreamer của những người di cư có nít á, cho vô bây giờ 600 mấy chục ngàn người. Thì bây giờ là tòa phán quyết là cái chuyện cho vô đó là bất hợp pháp, bất hợp hiến. Trong khi đó ông Trump hồi đó muốn bỏ cái này đó, thì tòa lúc bây giờ năm 2000 tôi nhớ là 19 hay 20 gì đó, thì nói ông Trump bất hợp pháp khi mà nói là cấm cái này. Mình không biết cái luật của nước Mỹ lúc họ để cái ông họ dồn như cái này. Cho nên chúng ta mà dựa vô hiến pháp hay là dựa vô luật pháp mà chúng ta nói, đôi khi cũng chính tòa án, cái viện tòa án cũng tòa phúc thẩm đó nói ra, cho nên mình cũng bó tay thôi. Nhưng mà bữa nay đó họ nói trong cái phán quyết DACA này, họ có nói thế này: cái chuyện mới thì không cho vô nữa, nhưng mà cái chuyện 600 người, 600 ngàn người đó dù bất hợp pháp nhưng mà phải giải quyết cho họ ở đây. Tức là cho có cái ngân quỹ xuống để giải quyết, thì cái đó là vẹn cả đôi bề. Đó là cái tin lớn nhất của DACA ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ quay lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Chỉ vài ngày nữa là tới lễ Halloween. Cơ quan phòng chống ma túy của Hoa Kỳ ngày hôm nay đã đưa ra một cái bản tin và tất cả các báo, các đài của Hoa Kỳ đều chẳng những loan tin mà còn giải nghĩa một cách cặn kẽ cái mức nguy hại của fentanyl vào sức khỏe con người, nhất là tuổi trẻ. Bác sĩ Võ Đình Hữu đã nói trước cái việc này giống hệt như những information này, tại vì bác sĩ y khoa Võ Đình Hữu cũng lấy tài liệu từ ở trong cái kiến thức y khoa của mình, cho nên đều giống nhau hết. Cho nên quý vị lưu ý như thế này thôi, là cái hình thức của nó đưa ra cái này, đầu tiên là biểu tượng của cầu vồng là đồng tính luyến ái, là nó ủng hộ cho cái này, là cái bọn mà ở ngoài nó muốn quánh nước Mỹ là như vậy, nước nhất là nước Tàu. Cái thứ nhì là nhân cái dịp con nít mà làm Halloween đi xin kẹo đó, thì cái này giống hệt như dương kẹo vậy, mới bỏ vô cái bao ni lông chút xíu thì dễ nhầm lẫn giữa kẹo thiệt và kẹo fentanyl giả này. Thứ này là nó muốn làm hại cho giới trẻ, cho nên nó bỏ vô thì chính phủ tịch thu được nhiều lắm, nhiều đợt lắm, rất là nhiều đợt. Cái tin đó chúng tôi đã loan rồi. Nhưng mà cái chính ngày hôm nay, thưa bác sĩ Võ Đình Hữu, một lần nữa kính nhờ bác sĩ nói dùm về cái sự tai hại của fentanyl. Nó được chế ra thuốc, làm giả, làm bột, làm kẹo, đủ thứ mọi cách, nhưng mà cái tác hại của nó vô cùng tai hại cho con người, nhất là quyến dụ được giới trẻ. Tại vì cái này là ma túy, nó có một cái sức ma quái quỷ quyệt và nó thu hút giống như là nam châm vậy đó. Mời bác sĩ. Vâng, cái này tôi thấy là mình đã nói cái FC là cái tai hại rồi, thì cái này fentanyl nó mạnh gấp 100 lần một phiên và mất 50 lần heroin. Bởi mà chỉ cần 1 mg một xíu thôi, một quý vị bỏ vô miệng, cái này có thể là chích, hít hay là uống là có thể chết ngay. Vì sao? Thật ra cái này khi mà dùng thì nó sẽ rất là phê, cái người đó thấy khoái, thấy phê và phê và chết luôn. Vì sao? Nó làm cho respiration depression, là nó làm thở không được và chết.
thì nếu mà may mắn mà có cái thuốc Narcan á, Naloxone á, chích vô liền thì nó trung hòa cái đó thì nó sống. Bây giờ á, cái việc á, các trường học, các tiểu bang mà bị phân như California, Texas, Arizona, Florida là tất ngay ở California này, tất cả các trường học đều có cái chất Narcan Naloxone nó để mà khi nào em nào trong trường bị chích thì nó sống lại. Nhưng mà quý vị nhớ là nó làm cái giống kẹo thành Halloween này, các em đi xin kẹo cẩn thận, những cái kẹo là rainbow màu rất đẹp, thành đừng bao giờ cho các em lấy kẹo về ăn. Bây giờ nếu mình thấy kẹo mà để chưa em Snickers vậy thì cũng có thể được, còn những cái kẹo mà những cái hình thôi như này, quý vị thấy hình như rõ ràng này mà không có xuất xứ đừng có ăn, mà hay nhất là đi chơi cho vui thôi, kẹo về vứt đi, không nên ăn. Mà nhất là thấy những cái rainbow này là nguy hiểm lắm, thì nó làm nó bây giờ đây là hình thức mới, mình mới biết cái này trong tương lai nó có thể làm giả, nó làm giả những cái thuốc khác, nó giả giống MMM hay giả light sticker thì mình không biết cái nào thiệt cái nào giả, và cái này nó bán khắp thị trường, ngay ở trường tiểu học nó cũng đã bán rồi, thành rất nguy hiểm. Đây là tệ nạn lớn nhất của Mỹ, một năm có cả mấy chục ngàn người chết cái này, còn nhiều hơn là cuộc chiến Việt Nam nữa. Một năm á mà trẻ em chết trên 50.000 người, có thể tới 100.000, trong cái cuộc chiến Việt Nam có 58.000 người bị chết thôi của Hoa Kỳ, nhân quân Hoa Kỳ. Thành quý vị nên cẩn trọng, nhất là Halloween. Tôi muốn nói dài lắm bởi vì cái này rất quan trọng trong lễ Halloween. Thành các em đi xin kẹo nhớ cẩn thận, không, và cha mẹ về phải check lại, nếu cần không cần ăn gì hết vì nguy hiểm, đi cho vui thôi. Còn quý vị thấy không những mà nhưng mà không những vui không mà Halloween đó, quý vị nhớ đi rất cẩn trọng là những cái nạn bắt cóc, những cái nạn mà đánh người Asian, thì quý vị nên cẩn trọng trong những kỳ Halloween này. Và tôi sẽ gửi cho Như Miên một cái video tôi đã đi học với hai ứng viên của sở cảnh sát sheriff của Hoa Kỳ ngày hôm qua, họ nói về những cái tình trạng về hate crime. Thành cái trong kỳ này quý vị cẩn trọng, các em Halloween rất cẩn trọng, nhất là thuốc men các em mà đem về nhà đó, đi về nhà mình thấy lâu lâu mình phải quay, nếu nó có những cái thái độ thay đổi mình nghĩ rằng nó sẽ chích choác. Và quý vị nhớ cái này nè, chỉ 1-20 gram nhỏ xíu vậy này, một lần thử trong đời thôi là đi luôn, không có second chance, là nó ghiền luôn, ghiền luôn và chết luôn nữa chứ. Vâng, chết luôn, nếu nó dùng cái mạnh quá là nó chết luôn. Thành người ta thấy không không có second chance nữa. Thành quý vị nhớ dạy con cái, nhất là từ tiểu học nha, nó đã bán từ trường tiểu học lên school rồi chứ nó không đợi lên trung học đâu. Thành quý vị nhớ là cẩn trọng trong kỳ Halloween này. Mà Như Miên, tôi muốn nói dài vâng, mà cái này... Vâng, thưa bây giờ đó thì nếu như Peter đánh máy kịp thì đánh giùm tôi cái số này. Nếu như quý vị có thân nhân, con cháu hay thân nhân của mình mà bị dính lỡ dính rồi, mình cần giúp đỡ thì phải làm sao? Đi bác sĩ hay là sao? Thì đây nó có cái số của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. 1-800-1-800-662-HELP, tức là 1-800-662-4357, 1-800-662-4357, thì lập tức quý vị sẽ được giúp đỡ. Riêng cái học khu của Los Angeles trong bản tin của ABC News buổi sáng hôm nay cũng như là của CBS có loan là trên cái học khu Los Angeles họ đã ra thông cáo chỉ dẫn. Thưa quý vị đây, Peter, cảm ơn Peter. Thưa quý vị đây là nếu chẳng may, nếu như mình xui xẻo, con cháu của mình trong nhà mà bị dính fentanyl hay là lỡ dính thì gọi cái số phone như trên màn ảnh của chúng tôi, 1-800-662-4357. Đó, quý vị kêu là được trả lời giúp đỡ liền. Riêng ở học khu Los Angeles có hướng dẫn tận tình, và tôi cũng tin rằng các học khu ở khắp nơi nước Mỹ sau khi CDC và tất cả những bà con của mình Hoa Kỳ đó báo động cái chuyện này, chính phủ có đường dây hết và có cái sự cảnh tỉnh. Đặc biệt nói như bác sĩ Hữu rất là đúng, khi chúng ta đi quà Halloween ai cũng thích hết, nhất là đứa con nít không cho nó khóc á, nó khóc nó nằm nó không ăn luôn đó, cho nên chúng ta không có không cho nó đi. Covid mà còn dẫn đi huống gì bây giờ. Nhưng mà bây giờ loại cái này ra là chúng ta thấy kẹo xanh xanh đỏ đỏ, dù hình thức nào đi nữa
bỏ đi không có ăn. Chúng ta mua sẵn kẹo mà chúng ta biết chắc chắn đó là kẹo Made in USA. Đừng có mua cái Made in khác. Made in USA, Việt Nam cũng không mua luôn, Thái Lan không mua, cái gì cũng không mua. Made in USA, chúng ta ở nước Mỹ, bảo vệ kinh tế Mỹ mà nó chắc ăn, nó an toàn. Kẹo Mỹ chúng ta về mắc tiền cũng được, đủ thứ chia ra cho con mình hay là cháu mình hay là bạn bè share với nhau để làm cái đó. Cái đó là an toàn sức khỏe cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta nghe chính phủ một phần, bây giờ con nít mà không cho nó đi, nó khóc. Cho nên quý vị phải làm như bác sĩ Hữu hướng dẫn. Cảm ơn bác sĩ Hữu. Chúng ta đã làm được một vài việc mà hữu ích cho cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi mong rằng quý vị ủng hộ cho đài VNTV, ủng hộ cho bác sĩ y khoa Võ Đình Hữu. Tại vì ông là bác sĩ y khoa tốt nghiệp và hành nghề dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Hoa Kỳ. Không thể nói tầm vơ hay là nói vô căn cứ. Nói vô căn cứ có thể mất bằng liền, bị treo bằng liền. Đó là cái kỷ luật của ngành y Hoa Kỳ. Cảm ơn bác sĩ đã bỏ tâm huyết. Mỗi một lần những cái tin tức này là chúng tôi để dành tới phiên bác sĩ, để bác sĩ nói cho nghe người ta biết là đây là cái thông tin chính thức. Kính thưa quý khán giả, bây giờ đó thì có một cái bản tin Peter chuẩn bị lấy cho cái tin số 3. Đây là một bản tin mà hồi nãy phần đầu tiên vô trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi đã có phân tích và khen Cộng sản Việt Nam đã có những cái bước tốt để mà lấy lòng người Mỹ. Ngược lại đó, bác sĩ Hữu hồi nãy có nói một câu, có thể là bên trong Hoa Kỳ có những cái gì đó có qua có lại với Việt Cộng chắc. Thì chúng ta biết là lâu nay từ thời Tổng thống Trump cho tới giờ này, Tòa Bạch Ốc luôn luôn tha tào, dùng cái chữ tha tào cho người Việt phạm lỗi về luật, nhất là thuế với hàng Việt Nam vô ở Mỹ rất là nhiều. Nhưng mà anh Mỹ, anh Việt Nam, anh lợi dụng cơ hội đó, anh đưa hàng giả vô đây. Hàng đội lốt Trung Cộng nè, hàng của Tàu nó gian manh, nó áp lực, nó đưa qua Việt Nam. Mày dán vô Made in Việt Nam đi, để trốn thuế Mỹ, Mỹ lật tẩy trả lại anh Việt Nam, bỏ đi. Thưa quý vị, bây giờ quý vị nhìn thấy bản tin bữa nay, bỏ tay luôn, làm nước nhỏ như Việt Nam khổ lắm. Bây giờ bên Việt Nam khổ vì chuyện này, đó là thằng Nga bị cấm vận cũng bắt qua Việt Nam, đưa Made in Việt Nam để qua Mỹ. Bây giờ là bị hai lớp, cả Nga, cả Tàu đều là đồ của Nga, của Tàu thiệt sự là đồ của Nga, của cả Tàu, là Made in Russia, Made in China, mà lại gắn mãn Made in Việt Nam để vô thuế quan Hoa Kỳ miễn phí. Hoa Kỳ đâu có ngu, Hoa Kỳ luôn luôn có ống kính nó dòm xuống là thấy liền, mà để đó bắt quả tang, có bằng chứng, đưa ra luật pháp đàng hoàng. Mỹ không có chuyện là ông thuế quan ông giữ đó thôi, nhưng mà muốn làm cái gì đó thì phải ra tòa, tòa thương mại quốc tế hay là WTO vân vân. Họ đưa ra những phán quyết có vi phạm thì họ trừng phạt liền. Thì bữa nay bản tin này là của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa cho Đài Voa để loan tin này, thì cho chúng ta thấy rằng cái câu chuyện mà thuế quan dành đặc biệt cho Việt Nam là nước Tàu với nước Nga nó thèm lắm, cho nên nó áp lực Việt Nam để đưa vô đây. Thưa mời bác sĩ. Vâng, thì thật ra nhiều khi tôi thấy là tôi đi Target, đi Costco đó, tôi rất mừng là thấy nhiều cái là để make Việt Nam. Thật ra cái áo tôi mặc á, áo mà đi ngủ là make Good Fellow Việt Nam đó, thì cái đó là từ Việt Nam mà ra. Nhưng một số sản phẩm của Nga và Trung Cộng nó đưa qua Việt Nam rồi nó dán cái mảng là make in Việt Nam để sao để trốn thuế. Nhưng mà Mỹ nó giỏi quá, nó biết cái đó là của Tàu, của Nga, thì nó chặn lại. Thật ra quý vị thấy bây giờ đó, Mỹ nó cấm vận nè, thằng Nga vì cái vụ Ukraine này, rồi trừng phạt Tàu này, thành hai anh này chạy qua Việt Nam. Nhưng mà Mỹ nó biết, thành những đồ nào mà giả mạo từ việc mà từ Tàu Trung Cộng Việt Nam đều bị đánh chặn lại, vì họ không muốn là bọn kia trốn thuế. Thì đây là một cái tòa án thương mại của Mỹ rất là giỏi, và Mỹ rất là giỏi khi họ biết ra những cái trốn thuế này. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cảnh cáo cho những nước nào mà có những hành vi sai trái thì Mỹ sẽ trừng phạt mà thôi. Cảm ơn Dương Minh. Vâng, thì cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Trong phần 3 chương trình của ngày hôm nay, ngoài tin tức về Biển Đông, chúng tôi còn có cập nhật tình hình biểu tình
diễn biến mới nhất biểu tình ở Iran cũng Ukraine. như là ở tình hình ở bên Nga bữa nay vô cùng nghĩa là tốt cho Ukraine. Chúng tôi sẽ quay lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Lên tiếng báo động về tình trạng gọi là cưỡng bức lao động trẻ em, không phải là tự nhiên nhưng mà ép buộc con nít đi làm, tức là những trẻ còn trẻ dưới tuổi thành niên đi làm. Peter lấy cho bản tin số 4, kính mời bác sĩ Võ Đình Hữu nhận định về bản tin này. Vâng, quý vị thấy rằng đây là một vấn đề quan trọng, là vì không những Hoa Kỳ lên tiếng mà Liên Hợp Quốc, và cái này nó dùng đó, đây là vi phạm không những về cưỡng bức lao động cho trẻ em mà vi phạm về nhân quyền, tức như là cái quyền làm người, vì cả các em cũng là quyền làm người. Quý vị thấy những em bé này phải đi làm, thật ra đó những nước này rất nghèo, thành con cái phải đi làm để giúp đỡ, nhiều khi là đi làm vì tự nguyện nhưng mà nhiều khi bị cưỡng bức. Và cái đặc biệt ở Hoa Kỳ dưới 18 tuổi là cho là trẻ em. Một số nước trong này thì họ nói là dưới 16 tuổi. Thành thử một số đi làm 10, nhưng mà tôi thấy một số cưỡng bức không những là dưới 16, 13, 14 đã bị đi làm rồi. Thì đây là một hành động đối với Mỹ mình thấy không chấp nhận được. Và không những cái vấn đề đi làm ngược đãi rồi, cái tiền lương nó trả rất là ít vì trẻ mới làm. Và không những vậy, cái cưỡng bức lao động này bắt buộc phải đi làm, thành cái này chúng ta thấy là Liên Hợp Quốc và kỳ là lên án, và đặt nặng cái vấn đề về khi họ nói chuyện với Việt Nam về nhân quyền đó, thì luôn luôn đặt nặng cái vấn đề này, không những về trẻ em, về phụ nữ bán ra nước ngoài. Vì thế phụ nữ Mỹ đặt về nhân quyền rất là nhiều, và tháng 10 mỗi năm đó, thì Hoa Kỳ sẽ có một cái cuộc đối thoại về nhân quyền với Việt Nam. Và trước đó thì cách đây mấy ngày trước, Hoa Kỳ đã liên lạc với Hội đồng Liên tôn Việt Nam để nói về vấn đề tôn giáo, và phái đoàn Canada cũng liên lạc với là Giáo hội Việt Nam và Giáo Việt Nam Thống Nhất để nói về vấn đề Phật giáo. Thì thế giới đang quan tâm về vấn đề nhân quyền và về vấn đề cưỡng bức lao động cho trẻ em tại Việt Nam. Thành đây là một cái cơ hội không hiểu tại sao mà cùng lên tiếng cùng một lúc giữa Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ. Thì đây người ta thấy rằng trong những cái vấn đề Việt Nam bây giờ là nhân quyền, tình hình tôn giáo, tình hình về lao động được đặt lên. Vì mặc dù Mỹ vấn đề giao thương Việt Nam rất là tăng trưởng, nhưng mà có thể đây là những điểm để Mỹ nhấn mạnh với Việt Nam để làm một cái leverage, để làm một cán cân, để khi nói chuyện Việt Nam về giao thương họ sẽ đặt nặng vấn đề này, không những về giao thương, về tình hình về chính trị ngoại giao, thì họ sẽ có đặt cái vấn đề anh vi phạm nhiều quá, ok, từ vấn đề buôn bán phụ nữ, từ vấn đề cưỡng bức lao động, từ vấn đề làm trẻ em. Thì như vậy khi đại Việt Nam phải thấy có nhiều cái điểm lỗi quá thì họ phải nhượng bộ cho Hoa Kỳ. Nhượng bộ vào cái gì chúng ta không biết, nhưng mà vì có những cái điểm yếu này thì chắc chắn rằng khi đối thoại với Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ yếu thế hơn khi nói chuyện. Mà chúng ta không thể chấp nhận được cái vấn đề mà bắt trẻ em đi làm, mà không những làm dưới cái số tuổi nhỏ mà làm quá giờ. Nhiều khi giờ làm việc không phải là như Hoa Kỳ 8 tiếng, có thể làm nó 10 tiếng, 12 tiếng. Và đây là chúng ta không thể chấp nhận được. Vâng, mà như mẹ. Vâng, Peter chuẩn bị lấy cho ở trong đây có bốn cái link, four links, mà bây giờ cứ lấy từ từ thôi, tại vì tình hình Iran ngày hôm nay, kính thưa quý khán giả, biểu tình ở Iran lan rộng lên cả nước, và những cái bản tin nổi bật là có một thiếu nữ chưa lớn, tức là vị thành niên, đã bị giết chết trong khi đi biểu tình. Lúc mà cùng một lúc bé bị giết chết thì có nhiều người khác bị bắt. Đó là những cái lý do, những diễn tiến mới nhất liên quan. Peter lấy cái tin số 7. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp nữa ở trong cái tình hình Iran này chúng tôi tổng hợp để bác nghe bác sĩ phân tích. Cái vấn đề mà một em bé gái mà bị chết nữa sau khi đi biểu tình để ủng hộ một cô bé, một thiếu nữ khác, vì vấn đề mà đội lệch một cái khăn
Bây giờ thiếu nữ ở bên nước Iran là chẳng những tháo khăn cắt tóc mà còn nhảy múa, còn hung hít trên đường phố đi biểu tình, được tự do bày tỏ cái cá nhân của mình, cái quyền của một người lớn lên, nhất là phụ nữ đã bị coi thường, bị chà đạp ở những nước Hồi giáo này. Thì bây giờ cái cuộc cách mạng này đương ở trên đà phát triển khủng khiếp, quý vị đương nhìn thấy trên màn ảnh, bây giờ bất cứ trên đài trên báo nào cũng loan cái tin này cả, để cho chúng ta biết là giờ phút này là cả nước đã đứng lên, đặc biệt nhất là Đại học Công nghệ lớn nhất của Iran ở Tehran, đêm Chủ nhật đã xuống đường đụng độ cảnh sát, hiệu trưởng, bộ trưởng giáo dục đứng ra dàn xếp, lừa phỉnh là càng làm cho học sinh tức giận và sinh viên kêu gọi đình công, bãi thị, bãi khóa trên toàn quốc. Và hưởng ứng thì có cô gái này chết, cái cô gái mà chết là cái bản tin mới nhất. Trong khi đó đó, thưa bác sĩ Võ Đình Hưởng, đây là một cái tin mà chúng ta nên, nhất là những khán giả ở trong nước nên nghe bản tin này. Chúng tôi tin rằng ở trong nước người ta không loan những tin này. Đây là tin người dân Iran đã dùng internet tăng lên gấp 3.000%, là quý vị biết dễ sợ lắm, tức là tăng vô số kể sau khi Hoa Kỳ nới rộng cái lệnh giới hạn internet. Và ông Elon Musk, ông đã gửi vệ tinh của ông tới đó để xài internet thoải mái. Dân Iran xài internet gấp 3.000%, tức là tăng, mình thấy 100% là gấp đôi rồi, cái này tới 3.000%. Thì chính nhờ như vậy, cô gái này là mới chết đây. Cô gái này là sau cô gái mà bị công an quấn, cô gái này đi biểu tình bị bắn chết. Thưa quý vị, cái internet nó ảnh hưởng vô cùng cho cái chuyện đấu tranh ở trong nước Việt Nam hay là những nước áp bức, thì nên sử dụng, học hỏi cách của Iran. Họ ta sử dụng internet để yểm trợ cho công cuộc đấu tranh này. Mời bác sĩ Vân nữa. Vâng, rất thích, tôi rất chia buồn cho gia đình của cái cô em bé vị thành niên dưới hình như 16 tuổi, rất là đẹp và đờn hát rất hay, đi biểu tình và cuối cùng đã bị giết chết, rất là tàn nhẫn. Và tới thời điểm này có 154 người đã bị giết chết ở Iran, và biểu tình rầm rộ khắp nơi trên toàn quốc của Iran, và không những để được hỗ trợ của các nơi trên toàn thế giới. Và cái điều chúng ta thấy rất ấm lòng đó là một số những người nổi tiếng ở Pháp, những cái tài tử vân vân đã ra mắt ủng hộ, như cô Gina Bouchet ủng hộ, và họ cắt tóc. Quý vị thấy cái hình cắt tóc để chứng tỏ họ ủng hộ cho cuộc tranh đấu này. Và trong nước người ta đã bỏ khăn choàng, đốt khăn choàng lên và cắt tóc để đòi binh quyền. Tại sao là những người đàn bà đây bị đối xử một cách khác? Nhiều nước ra đường trùm đầu từ đầu xuống chân, bật ca và chỉ hé đôi mắt như vậy. Và một trong những xứ sa mạc rất là nóng mà chế độ kìm kẹp đó đã mấy cả tới bây giờ thế kỷ 1 cũng làm như vậy, không thể chấp nhận được. Và đây là giọt nước tràn cái ly, thì tôi hy vọng rằng sau cái cuộc tranh đấu này, những người Hồi giáo có cơ hội mở khăn choàng ra thoải mái và sống giống như một người bình đẳng với người đàn ông, ít ra trên phương diện mà ăn mặc. Thì tôi rất cảm động là thấy sự tranh đấu này xảy ra trên toàn nước Iran, các đại học và các nữ sinh từ trung học đại học đã xuống đường, thành thử em bé 16 tuổi đã bị chết giết một cách rất tàn nhẫn, mình không biết là chết vì thế nào. Còn cái cô 22 tuổi chết thì cô đó là ngọn đuốc đã đưa lên cái sự tranh đấu này. Nhưng mà hồi nãy như Biên nói một câu rất hay là vì đó mà internet đã tăng lên 3.000%. Người thấy rằng internet bây giờ đóng vai trò rất quan trọng, thành trong những cuộc tranh đấu của các nước khác thì chúng ta cần phải sử dụng internet để mà kêu gọi, để mà đoàn kết với nhau, để cùng có hoạt động chung với nhau. Và không những vậy, cái điều hay nữa là những hacker trên thế giới đã đồng lòng ủng hộ, và hacker đã tấn công những cơ quan công quyền Iran làm họ không làm việc được, nó là bị cháy máy luôn, quý vị thấy không? Đây đây là một cái thế thế giới đang ủng hộ cho công cuộc tranh đấu cho người dân của Iran nói riêng và Muslim nói chung có một chút tự do. Tại sao bắt người ta trùm đầu từ đầu xuống chân
và có gì mà cảnh sát mà thấy vậy mà có thể đánh đập người ta như Taliban, mặc mà không những trùm đầu rồi mà cái chân á, mà lòi cái mắt cá ra đánh mắt cá gãy chân luôn, rất là tàn nhẫn. Còn quý vị không thấy những cái nước đó đội trời tắm như vậy mà đội cái bậc ca từ đầu xuống cuối không thể chấp nhận được. Thành đây là một cái phong trào bình quyền mà tôi hy vọng là thể lan rộng khắp nơi thế giới, không những chỉ Iran mà sẽ các nước khác, để đem lại một chút thôi nha, tự do cho người phụ nữ. Chúng ta thấy rất là những hoàn cảnh rất là thương tâm. Thì tôi rất vui mừng là thấy tất cả đồng lòng ủng hộ mà ngay ở Pháp cắt address cắt tóc rồi vậy, và người ta đã đốt những người biểu tình là đốt cái bậc ca, đốt cháy lên, bỏ, không có mang nữa. Hy vọng cuộc tranh đấu này sẽ thành công, và khắp nơi trong Iran đều nói một con đã đảo công thủ lãnh tối cao của Iran, chuyện không bao giờ xảy ra, thì bây giờ tức nước vỡ bờ thôi. Hy vọng cuộc chiến này của cách mạng sẽ thành công, và chúng ta sẽ theo dõi và chia sẻ tin tức. Anh Dương Nghiêm của tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Mạnh Dương Nghiêm. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đi qua cái tin số 8 ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ còn có 2 phút, bác sĩ Võ Đình Hữu có lẽ là cũng không có thời giờ để mà bình luận về cái tin này, nhưng mà chúng tôi cũng cập nhật với quý vị về tình hình ở Ukraine. Cái thứ nhất là nhờ cái chiến thắng ở Lý Mẫn, tức là Lyman đó, mà nước Ukraine đã thắng quân Nga đó, mà Hoa Kỳ đã nới lỏng là cho phép những cái vũ khí của nước Ukraine, của Mỹ viện trợ đó, được bắn vào những cái căn cứ của nước Nga. Hồi xưa họ cấm, họ sợ là nước chọc giận nước Nga, đi quánh giặc mà còn phải cấm nữa, trời ơi. Ông Mỹ này ông lâu thôi lắm, cho nên Việt Nam mình thua là tại ông Mỹ chứ đâu phải tại mình đâu. Nam mình thua là tại thằng Mỹ. Bây giờ mà thằng Mỹ này mà nó bó tay, anh thấy không, nếu như ông tổng thống này mà ông nghe lời Mỹ Biden mà ông bỏ nước ông đi thì bây giờ nước này thành nước Nga rồi, là thua rồi, thấy không? Cho nên nói Kissinger cũng nói là cho nhường đất cho Nga đi. Kissinger cà chớn quá. À, cái đó quá cà chớn. Elon Musk cũng cà chớn trong cái vụ luôn. Elon Musk cũng nói là nhường Crimea cho Ukraine luôn, cho Nga luôn. Cho nên bị Ukraine phản đối. Nhưng mà bên em rút rồi. Ông làm thinh không nói nữa. Thưa quý vị, trước khi chia tay cùng quý vị lưu ý là cái vấn đề mà ngày 11 Tây tháng 11 là 12 năm của chúng tôi đó, là số vé của chúng tôi cũng gần cạn. Quý vị muốn tham dự hãy liên lạc với đài chúng tôi để chắc chắn quý vị có chỗ. Quý vị mua lẻ một vé cũng được nữa, cái vé của quý vị có số bàn, quý vị tới đó đi thẳng vô bàn của quý vị sẽ được tiếp đón tất cả mọi người bình đẳng giống nhau. Cảm ơn, mời bác sĩ chào khán giả của đài. Vâng, xin chào quý vị đã theo dõi và thưa quý vị một ngày vui khỏe bên người thân. Xin hẹn gặp quý vị vào thứ năm tuần tới.